vậy nên tôi tự hào Việt Nam diệu kỳ. Của một nghệ sĩ lại chính là hoạt động hướng về cộng đồng, đúng không Vĩnh Phú? Vâng ạ. Và bây giờ thì tiết mục trình diễn nổi bật tiếp theo sẽ được mời quý vị sẽ cùng đến với một tiết mục chúng tôi tạm gọi là cái nhà lá vườn thôi, nhưng sẽ cực kỳ ấn tượng. Năm ngoái thì cũng đã có một cái phần giới thiệu cho hạng mục câu nói viral của năm, được xuất hiện trên sân khấu của We Choice theo một cách thức rất là hài hước. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón một người quen cũ của We Choice Award. Vâng ạ, đó là ai thì chúng tôi muốn tất cả quý vị hãy cùng khám phá trên sân khấu của chúng ta ngay sau đây. Dạo này nhà cửa Tết nhất đến nơi rồi mà vẫn chưa ra chợ mua sắm được gì. Ông đạo diễn ông ấy cho cái nhà hoang vắng quá. Cụ Hạc ơi. Ông giáo đây à? Dạ con chào cụ ạ. Ông giáo đi đâu về mà tôi nom ông giáo lại bảnh thế này? Con lên tỉnh đánh buôn một chuyến trà xanh cụ ạ. Trên đấy nhiều Tây lắm. Nào là mũ quốc tế, dùng đồ Liên Xô, tiêu tiền Mỹ. Ấy thế mà họ vẫn phải nghiêng mình kính phục, thán phục con người Việt Nam ta đấy cụ ạ. Thán phục điều gì hả ông giáo? Họ thán phục nhiều thứ lắm, nhưng mà nhiều nhất ấy là thán phục cái nghệ sĩ đã có hàng trăm, hàng nghìn những giải thưởng quốc tế. Ca sĩ phải không? Dạ vâng. Có chuyện gì thế ạ? Tin sốt dẻo đây, Bích Phương vào tù rồi. Tại sao ạ? Để làm chương trình hát cho cánh cai nghiện nghe. Vì cô ấy là tấm gương sáng cho việc cai thuốc. Cụ làm con cứ sốt hết cả ruột. Con lại cứ tưởng cô ấy bị người ta dẫn ra pháp trường, bởi vì xinh đẹp là một tội ác của ạ. Nhờ bỏ được cái thói ăn quả vặt, thế nên là cái cô Bích Phương đấy cũng lọt được vào top 8 tỷ gương mặt đẹp nhất thế giới đấy. Dạ. Nhân nói về cánh nghệ sĩ, cụ có biết anh Binzy không ạ? Binzy à? Dạ. Binzy thì tôi biết, nhưng mà ấy thế mà làng ta tôi nghe không hiểu sao ai cũng gọi anh ấy là Binz. À, ở trong Nam thì người ta gọi anh ấy là Binzy, nhưng mà ra ngoài Bắc anh ấy chịu lạnh kém, đi diễn toàn phải mặc áo lông, thế nên là mọi người gọi anh ấy là Binz của. Nói chung anh ấy là nhà thơ của rap Việt đấy, lãng mạn si tình lắm. Nhà thơ à? Dạ vâng. Ngày xưa Xuân Diệu muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi, thế cái anh Binzy anh ấy buộc với trói cái gì trên Đà Lạt với ông giáo nhỉ? Nói ra thì lại đau lòng. Năm nay bão lớn, gió to, anh ấy phải lấy cà vạt để buộc lại cái mái nhà, không nó bay đi mất đấy cụ ạ. Vì chốt lại là nhà nào mà chẳng phải có mái. Đem cả tinh thần phòng chống bão lũ vào trong ca nhạc. Dạ. Quả là diệu kỳ, diệu kỳ. Cũng là một năm khó khăn cho bà con ta. Thế nhà cụ năm nay có đủ bánh chưng không? Ông giáo nhắc mới nhớ. Con ơi, con đã đếm bánh chưng xong cho ông chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Thế nhà mình có được bao nhiêu cái bánh? Dạ được 20 cái ạ. Amazing, good job con. Đây có phải là cái anh đếm số giỏi mà Tây người ta đồn ầm hết cả lên đúng không ạ?
Rồi. Dạ chào ông giáo. Quý hóa quá, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra cũng đều là người làng mình cả. Thế nhưng mà anh đếm số Tây giỏi rồi, bây giờ anh thử đếm số ta, số tiếng Việt cho tôi nghe xem nào. Dạ được chứ. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeah, yeah, yeah. Dạ. Giỏi, giỏi lắm. Ê, thế nhưng mà tôi đố anh tiếp nhá. Tôi đố anh đếm cho tôi từ số 1 đến 1 tỷ cho tôi nghe xem. Số 1 đến 1 tỷ? Dạ, còn hớn là đếm số đâu trên môi của ông đem vong nữa đó. Thôi, Tết nhất rồi, cuối năm rồi, khó khăn lắm rồi, không đánh đố nhau nữa. Cất tạm poster năm 2020 vào một góc, khóc một lúc rồi thôi. Năm 2021 này, tôi chỉ mong làng ta, Việt Nam ta có thêm những điều diệu kỳ nữa. Còn tôi thì cũng chỉ mong rằng chúng ta của hiện tại hãy cứ đi về nhà. Vì tiền nhiều để làm gì khi hoa nở không màu. Chỉ cần được cùng nàng thơ ngắm đom đóm dưới gốc hoa hải đường, đó là thiên đàng. Thích. Dạ, năm mới con xin chúc là Spring, summer, autumn, winter. We are happy every time. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vỗ tay lớn hơn nữa dành cho mục 977 và soi tiếc. Yeah, yeah. Và xin mời những người bạn rất là đáng yêu của chúng ta sẽ nán lại trên sân khấu để cùng công bố luôn những đề cử cũng như là công bố cho câu nói viral của năm ạ. Chúng tôi rất là tò mò về giải thưởng này ạ. Xin mời ạ. Mọi người vỗ tay. Một ngôi sao lấp lánh giữa